mình về với cha mẹ của mình mà không có bị ảnh hưởng về tài chính các anh chị. Bởi vì trước đây là có rất là nhiều anh chị ở quê, mình đi vào Sài Gòn mình lập nghiệp, cái mình vô Sài Gòn mà ở luôn trống luôn, bỏ cha bỏ mẹ ở quê luôn. Thì Thêu mới thấy rằng là Thêu không có thích như vậy. Thêu phải không thể nào xa cha mẹ mình được các anh chị, và mình phải về quê thăm cha mẹ mình chứ. Thế là bây giờ sao ạ? Cái này là cái căn phòng của Thêu nè, trong cái căn nhà, trong cái ngôi nhà mà mình xây cha mẹ, đây là cái phòng của Thêu. Chưa có làm gì hết, chưa có thiết kế nó chưa kịp làm thì Thêu phải ngồi ở đây rồi. Nên là anh chị thấy nó trống trơn. Lần sau Thêu về thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ có cái này có cái kia đúng không ạ? Dạ, giờ nó là đang là một căn phòng trống. Ok, đã lâu rồi mình chưa nhìn bình minh đâu. Hồi nhỏ thì mình hay chạy ra ngoài biển đúng không ạ? Chạy ra ngoài biển xong rồi nhìn ánh mặt trời mọc, trời ơi tình ơi, nó mọc lên nó đỏ lửng luôn các anh chị. Ok, bây giờ tuổi thơ đó hết rồi, giờ lo xây dựng tương lai đúng không ạ? Ok ạ. Dạ rồi, chia sẻ vui các anh chị một chút xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ngày hôm nay. Hôm nay Thêu sẽ chia sẻ anh chị cái cách làm thế nào để các anh chị có thể tận dụng sức mạnh tiềm thức có thể làm việc cho các anh chị ha. Nhớ làm thế nào để mà tiềm thức có thể làm việc cho các anh chị đây. Thì các anh chị đầu tiên á, mình phải hiểu được cái ý thứ nhất, đó chính là bạn chính là những gì bạn nghĩ. Ok, bạn chính là những gì bạn nghĩ hả? Một người á, họ luôn có những cái suy nghĩ tích cực thì họ có những cái cảm xúc tích cực, họ sẽ có những cái hành động tích cực và họ sẽ có những cái kết quả tích cực. Còn nếu như một người á, mà họ muốn thu hút cái sự thành công, nếu anh chị mong muốn thu hút cái sự thành công, sự yêu thương, sự tích cực, sự biết ơn, sự khỏe mạnh, thì ngay bây giờ anh chị phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Yes, bởi vì bạn chính là những gì bạn nghĩ. Nghĩ tới điều lành á, điều lành sẽ tới. Nghĩ tới điều xấu á, điều xấu sẽ theo. Rồi mà, nên là bạn chính là những gì bạn nghĩ. Đây là một cái, Thêu sẽ đưa ra một cái ví dụ để các anh chị sâu sắc hơn về cái việc rằng là bạn chính là những gì bạn nghĩ nha. Ok, bao nhiêu trong số anh chị đây mình không có thích ở bên cạnh những người mà không có tích cực các anh chị? Không có tích cực nè, không có vui nè, cái người mà lúc nào cũng chán, lúc nào cũng than, lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác, anh chị có thích không ạ? Anh chị có thích những người vậy không ạ? Yeah, không thích siêu nào đúng không ạ? Yeah, và anh chị hãy nhớ rằng là cái người mà họ hay than vãn, hay đổ lỗi, hay oán trách, cái người đó đó, nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái suy nghĩ của họ. Họ luôn có những cái suy nghĩ nó không tích cực, không có tốt. Đó, nên là họ luôn có những cái hành động như vậy các anh chị. Vậy thì em Thêu sẽ có một cái ví dụ cho các anh chị như thế này ha. Đó chính là gì ạ? Bạn chính là những gì bạn nghĩ. Vậy thì bây giờ em hỏi các anh chị, nếu như mà các anh chị luôn nghĩ cái tình yêu thương nè, anh chị luôn biết ơn nè, anh chị luôn có những cái hành động biết ơn, luôn sống vị tha, luôn tập trung vào những điều tốt đẹp, luôn tập trung vào những điều mình muốn, và anh chị đang rất là vui ha các anh chị. Khi mà các anh chị vui, khi mà các anh chị hạnh phúc á, cho em hỏi là khi anh chị vui, khi mà anh chị hạnh phúc á, là cái thái độ của anh chị như thế nào? Khi mà anh chị nghĩ tới những cái điều mà anh chị cảm thấy vui và anh chị hạnh phúc, thì thái độ anh chị như thế nào ạ? Thái độ các anh chị sao? Tuyệt vời không? Thái độ các anh chị rất là tuyệt vời luôn. Các anh chị chơi với con nít hả? Anh chị nghe con nít nó cười, các anh chị cũng hạnh phúc nữa. Người vui thì cảnh mới vui đúng không các anh chị? Rồi có cái người nào tới mà làm phiền các anh chị cũng vui, không sao cả, không có sao hết. Có ai mà làm ảnh hưởng gì các anh chị cũng không có sao hết, không có sao hết. Còn ai mà tới nhờ, chị ơi chị giúp em này đi, ok để chị làm cho nha, nhớ lấy đưa cho mình cái kia nha, để tao đưa cho nha. Trời ơi, cái lúc mà anh chị vui vẻ, anh chị hạnh phúc quá lại, tao nói cái gì cũng làm hết đúng không? Cái gì cũng đáp ứng hết, đúng không các anh chị? Còn mà cái lúc mà bực bội thì sao? Đó, khi em hỏi các anh chị là cái lúc mà anh chị vui vẻ như vậy á, thì sao ạ? Một cái người khác họ nhìn vô các anh chị, họ sẽ nói làm sao? Người khác họ nhìn vô các anh chị, họ sẽ nói làm sao ạ? Họ sẽ nói là cái đứa này sao? Cái người này là tích cực nè, cái người này là vị tha nè, cái người này là gì? Cái người này là biết yêu thương nè, cái người này là sống tốt nè, có thái độ tốt nè, cái người này là có cái tinh thần thành công nè, được cái người này được. Cái là người ta chơi với các anh chị, người ta thích các anh chị, người ta hợp tác các anh chị nhiều hơn, khiến cho các anh chị công danh sự nghiệp các anh chị thành công tốt hơn, đúng không anh chị ơi? Đấy, và đó là từ cái suy nghĩ nó ảnh hưởng, anh chị thấy không ạ? suy nghĩ nó ảnh hưởng tới cái kết quả trong cuộc sống các anh chị chưa? Đó, và bây giờ thì ví dụ như là nếu như anh chị có một cái suy nghĩ rằng là anh chị không có vui đi, không có tích cực đi, anh chị là cái người bực bội suốt ngày đi, anh chị khó chịu, nên là cái gì ai mà làm cái gì ha anh chị cũng bực bội, ai mà đụng vô cái sợi lông tơ cái anh chị thôi là anh chị trời là quẽn lên, anh chị xù lông nhím lên, đúng không ạ? Chị xù lông nhím lên, và con nít nó cười anh chị cũng thấy bực bội nữa, con nít nó la anh chị cũng thấy bực bội nữa các anh chị. Và ai mà nhờ cái gì hả anh chị nói thôi tự làm đi, tôi không làm đâu, anh chị công nhận không ạ? Thì khi mà cái thái độ các anh chị như vậy á, thì mọi người sẽ đánh giá anh chị làm sao? Mọi người sẽ nói cái người này không có tốt lành gì hết á, cái người này không có tích cực nè, người này không có thân thiện gì hết trơn á, không có bao dung, không có rộng lượng gì hết, người này là thái độ không tốt, nghỉ chơi. Cái tất cả mọi người nghỉ chơi các anh chị luôn. Đấy, và họ không hợp tác với các anh chị luôn. Vậy thì anh chị hãy thấy rằng là cái suy nghĩ các anh chị nó quyết định con người anh chị chưa? Vậy thì bạn chính là những gì bạn nghĩ, anh chị thấy đúng chưa? Đây là nếu như mà kết quả của chúng ta, nếu mà kết quả của các anh chị có được người khác yêu thương không? Anh chị cứ hay trách rằng là tại sao người ta không yêu thương mình, tại sao người ta không chơi với mình, tại sao người ta không có ở bên mình, rồi tại sao công danh sự nghiệp thành công nó không đến như mình, là do làm sao hả? Do cái suy nghĩ của các anh chị nó như vậy mà. Do cái suy nghĩ của các anh chị nó quyết định cái con người các anh chị chưa ạ? Tất cả mọi thứ nó đến từ các anh chị, nó đến từ cái suy nghĩ các anh chị, nó đến từ cái cảm xúc các anh chị ra, từ những cái việc mà các anh chị tập trung vô, từ những cái tập trung vào. Bởi vì sao ạ? Bởi vì anh chị tập trung vào tích cực hay tập trung vào tiêu cực, đó là quyết định của các anh chị, đúng không? Anh chị có quyền là quyết định là anh chị tập trung vào những điều tích cực hoặc là anh chị tập trung vào tiêu cực. Anh chị quyết định là anh chị buồn hay là anh chị tập trung vào nỗi buồn, hay là anh chị tập trung vào cái sự thành công. Cái đó nó đến từ cái quyết định của các anh chị. Cho nên là bạn chính là những gì bạn nghĩ. Nên là hãy thay đổi cái suy nghĩ của mình ngay bây giờ các anh chị. Ok không ạ? Và cái phần số 2, để mà tìm thức làm việc cho bạn, thì anh chị cần phải nhớ rằng là anh chị không có làm việc với tiềm thức. Tiềm thức á, nó làm việc sáng tối ngày đêm, kể cả lúc anh chị ngủ nó vẫn làm việc, được không? Kể cả lúc anh chị ngủ á, thì nó vẫn làm việc ha anh chị. Khi mà anh chị ngủ á, thì sao mà tim nó vẫn đập, hơi thở anh chị vẫn thở, cơ thể anh chị nó vẫn trao đổi chất, sáng dậy anh chị phải đi đào thải độc tố, đúng không ạ? Thì trong quá trình anh chị ngủ, cơ thể các anh chị nó vẫn làm việc sáng tối ngày đêm. Và trong cái lúc anh chị ngủ, tiềm thức của các anh chị nó sẽ chu du tới khắp mọi nơi để nó mang những cái nguồn lực để giúp cho các anh chị ngày hôm sau sẽ đạt được cái điều mà các anh chị mong muốn dễ dàng. Đó là lý do mà em ví dụ nha, bao nhiêu số anh chị hồi xưa mình có hay giải toán, mình hay làm những cái bài tập toán học, giải những cái bài toán. Khi mà các anh chị giải những bài toán thì sao ạ? Khi anh chị giải những bài toán nhớ không? Là cái lúc tối đó mình giải nó không có ra. Nhưng mà tại sao mà khi mình đi ngủ thì sáng dậy cái tự nhiên cái thông minh, cái tự nhiên giải cái rẹt cái nó ra luôn. Bao nhiêu số anh chị đã từng có cái trải nghiệm này ạ? Yes. Thì anh chị hiểu mà, trong quá trình anh chị ngủ ai là người đi kiếm câu trả lời cho anh chị biết không? Là tiềm thức nó đã đi tìm câu trả lời cho các anh chị, bởi vì nó biết là các anh chị muốn giải cái bài đó. Thành ra là nó đã đi chu du, nó có thể là nó đi kết nối với cái tiềm thức của ông thầy của anh chị đó. Nó bảo ông thầy cho, nó lấy cái công thức trong cái não của ông ra, nó đem về nó gán vô cái não của anh chị. Ý là em miêu tả cho các anh chị dễ hiểu. Chứ tiềm thức các anh chị nó có thể chu du như vậy, và nó có thể lấy được những cái thông tin, những cái công thức mà nó cho anh chị câu trả lời. Cái gì vậy không ạ? Yes. Và bao nhiêu số anh chị đây là trước khi mà mình đi ngủ mình cảm thấy cơ thể của mình nó rất là không được khỏe nha. Nhưng mà khi mà các anh chị đi ngủ, sau một đêm tự nhiên chị thức dậy, anh chị cảm thấy người mình nó khỏe hơn. Khi mà mình mới vừa thức dậy là anh chị thấy người mình nó khỏe hơn. Các anh chị mới vừa thức nha, thì anh chị thấy người mình tự nhiên nó được thanh lọc, nó rất là tràn đầy năng lượng và rất là khỏe. Thì sau đó bà nhân sinh chị đã có cái trải nghiệm như vậy ạ? Yes. Đấy thì bởi vì sao? Bởi vì trong cái lúc mà các anh chị đi ngủ thì tiềm thức của các anh chị nó sẽ đi chữa lành cơ thể của anh chị. Nó đi chữa lành, nó hồi phục, Nó phải đi huy động anh em lực lượng từ những cái tế bào, những cái đội quân mà bảo vệ cơ thể các anh chị, nó huy động ra và nó sắp xếp lại mọi thứ một trật tự linh thiêng. Cái chỗ nào mà có độc tố là nó đào thải độc tố, chỗ nào mà bị hư hỏng là nó chỉnh sửa và nó sẽ hoàn thiện, chữa lành cho các anh chị, nó hoàn thiện lại cơ thể các anh chị trong cái đêm đó. Và bao nhiêu trong số anh chị đã gặp những cái tình huống, những cái sự kiện mà nó làm cho anh chị bị stress, nó làm cho anh chị cảm thấy stress, cảm thấy lo lắng, cảm thấy hoang mang. Nhưng mà khi mà các anh chị đi ngủ, sau khi anh chị đi ngủ, anh chị thức dậy, thì cái lúc mà mình mới thức dậy đó thì mình không có còn, mình cảm thấy nó nhẹ lòng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Cái sự việc đó nó không có ám mình, nó nặng tới mức mà lúc mà mình còn tỉnh thức. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái suy nghĩ tiêu cực của các anh chị đó, anh chị trước khi đi ngủ anh chị mang vào trong đầu của mình những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái suy nghĩ nặng nề và stress. Thì tiềm thức của các anh chị, cái gì mà làm cho anh chị bị stress là nó đào thải luôn. Nên là trong cái lúc mà anh chị đi ngủ mà cái gì nó khiến cho anh chị không thoải mái là tiềm thức của anh chị nó hắt hết, nó dọn sạch, quét sạch. Nên là lúc anh chị mới thức dậy anh chị sẽ cảm thấy người mình nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mới thức dậy thôi nha. Tại vì sao ạ? Tại vì thí dụ như anh chị thức dậy từ lúc 6 giờ cho đến 7 giờ. 6 giờ anh chị thức dậy đi, thì từ 6 giờ đến 7 giờ anh chị cảm thấy nó rất là tràn đầy năng lượng, rất là thoải mái. Nhưng mà từ 7 giờ cho đến trở về sau là anh chị lại tiếp tục suy nghĩ và tiếp tục có những cái suy nghĩ vô, nên là người các anh chị nó bắt đầu nó quéo lại. Chị hiểu không? Cuối cùng nó quéo lại, công tình nhỏ dọn dẹp. Công tình con nhỏ nó dọn dẹp nguyên cả một đêm, cái sáng cái anh chị lại nhai lại những cái suy nghĩ không có tích cực. Anh chị lại áp lại những cái suy nghĩ không tốt. Cuối cùng thì sao ạ? Cuối cùng nó khỏe được có một xíu, nó được yên bình có được chút xíu. Các anh chị, bao nhiêu sinh chị đã từng trải nghiệm điều này à? Vậy thì anh chị phải hiểu rằng là tiềm thức các anh chị nó sẽ làm việc sáng tối ngày đêm, kể cả những lúc mà các anh chị ngủ nó vẫn đang làm việc cho các anh chị. Và sức mạnh của tiềm thức nó rất là mạnh và nó tiềm ẩn bên trong người của các anh chị á. Bây giờ anh chị có xài nó hay không thì nó vẫn tồn tại cái sức mạnh đó. Mỗi một con người chúng ta ở đây, chúng ta đều có tâm thức, và sức mạnh của tâm thức của các anh chị nó mạnh như nhau, được không ạ? Nó mạnh như nhau. Anh chị, mình vừa ngồi vừa học, mình vừa comment hoặc vừa ghi nha, chứ tránh trường hợp tay chân rảnh rỗi rồi múa tay múa chân tùm lum hết, được không ạ? Cái sức mạnh chống tay chống cồn nữa, cái sức mạnh của tiềm thức của tất cả anh chị đây là nó mạnh như nhau các anh chị, nó mạnh như nhau các anh chị ạ. Quan trọng là các anh chị có sử dụng nó không? Các anh chị không sử dụng thì nó vẫn ở đó, mà các anh chị dùng thì nó cũng ở đó. Mà mình dùng thì nó sẽ lợi ích cho mình hơn, mà còn mình không dùng thì nó sẽ dùng cái sức mạnh đó, nó phá các anh chị như đó mà. Ở đây là anh chị hãy lưu ý ha. Thì khi mà cách mà anh chị làm việc á, thì tiềm thức của anh chị nó không có, tiềm thức anh chị nó không có làm việc với, anh chị không có làm việc với tiềm thức đâu, mà anh chị làm việc với ý thức các anh chị ạ, được không ạ? Anh chị làm việc với ý thức, anh chị không có làm việc với tiềm thức, nhưng anh chị làm việc với ý thức, cái phần tỉnh thức bên trong của mình ấy. Nên là anh chị hãy làm cho gì ạ? Việc của các anh chị ngay bây giờ nha, là mình hãy nuôi dưỡng cái ý thức của mình, để cái thằng ý thức đó nó đi dạy lại cho cái thằng, nó sẽ ảnh hưởng lại cái tiềm thức. Tiềm thức của các anh chị nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của ý thức thôi. Nên là nếu như mà các anh chị muốn ảnh hưởng tới tiềm thức á, thì các anh chị phải giáo dục cái ý thức của mình, cái nhận thức của mình, được không các anh chị? Hãy nuôi dưỡng cái ý thức của mình tràn ngập những cái suy nghĩ tích cực, những cái suy nghĩ tốt đẹp, những cái suy nghĩ về những cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình, những cái điều tình yêu thương và biết ơn. Thì hiện tại á, em Thêu đang chia sẻ cho các anh chị đây là ý thức, các anh chị ngồi nghe Thêu nói. Các anh chị có đang tỉnh thức ngồi đây không? Đang tỉnh thức không? Còn nếu như anh chị ngồi đây mà tâm hồn các anh chị để trên trời, anh chị mơ tưởng về một ai đó, Khi ý thức các anh chị nó cũng không có nhập, nó cũng không có được, nó không có được nó đâu có được nuôi dưỡng đâu các anh chị, gì đó mà. Thì em xin mời các anh chị ha, mình ngồi học á thì mình ngồi thẳng lưng lên. Em xin lỗi, anh chị ngồi mà mình nghe thì mình ngồi thẳng lưng lên các anh chị ha. Yes. Rồi tay của mình ý, nếu mà anh chị muốn hiệu quả hơn thì anh chị hãy cho phép mình ghi hoặc là comment tương tác và tập trung vào em, thì em mới có thể giúp các anh chị nuôi dưỡng ý thức của mình, chứ không là nó đi lung tung ấy. Ngồi ở đây nhưng mà tâm hồn để chỗ khác, Và nếu như các anh chị biết ơn những cái bài học ở đây thì anh chị ngồi ở đây thì tâm hồn anh chị phải đến đây. Ngồi ở đây mà tâm hồn anh chị để chỗ khác, anh chị không có biết ơn, đúng không ạ? Biết ơn là như thế nào? Là mình sẽ hiện diện 100%, mình lắng nghe 100%. Yes, Theo biết là các anh chị chưa có quen, nhưng mà Theo sẽ rèn cho các anh chị. Rồi anh chị hiểu mà, để anh chị muốn sử dụng ý thức, tiềm thức của các anh chị thì anh chị phải rèn luyện cho ý thức của mình, anh chị phải nuôi dưỡng ý thức của mình. Em Theo nói các anh chị rằng là cơ thể các anh chị nó sẽ không nghe ai cả, nó chỉ nghe một người duy nhất thôi, đó chính là bạn, đó chính là anh chị đó. Ở đây là anh chị cần phải là người có hiểu biết, anh chị cần là những người có những cái suy nghĩ đúng đắn, những cái lời nói đúng đắn, có những cái thái độ đúng đắn, thì cơ thể các anh chị nó sẽ học theo, được không ạ? Không những con cái các anh chị học theo anh chị đâu, mà là cái con tiềm thức đó trong người các anh chị á, nó sẽ học theo các anh chị trước. Nó học theo các anh chị trước đó, nên là bản thân các anh chị phải luôn trau dồi cho mình những cái suy nghĩ đúng đắn. Mình mà có những cái suy nghĩ mà sai trái cái là xong luôn các anh chị, xong cả một cuộc đời. Tiềm thức của mình nó học theo, xong rồi nó còn ảnh hưởng người ta nữa, ảnh hưởng con cái của mình nữa. Tại vì con cái của các anh chị á, nó là tiềm thức của anh chị. Tiềm thức của các anh chị mà tiếp nối mà. Con cái của các anh chị là nó là tiềm thức của các anh chị. Bởi vì sao anh chị biết không ạ? Bởi vì tiềm thức nó ở trong người các anh chị. Nếu như sau này anh chị không còn sống nữa thì tiềm thức nó cũng mất luôn. Các anh chị nhớ hôm nay là nó mới đòi hỏi các anh chị phải đẻ con, anh chị phải duy trì nòi giống, thì cái tiềm thức ở bên trong các anh chị nó mới được tiếp nối lên cái đứa con của các anh chị. Nó sẽ tồn tại trên đứa con của anh chị mà nó tồn tại mãi mãi. Còn cái xác của các anh chị đi đâu đi, chứ còn cái tiềm thức nó vẫn còn ở bên trên cái đứa con của các anh chị. Nó còn được gọi là, người ta gọi là duy trì nòi giống. Nên các anh chị nên đó là lý do tại sao mà con người nó lại có một cái bản năng của con người, đó chính là mình phải gọi là phải sinh con, phải nó là cái bản năng để sinh con, để duy trì nòi giống. Là để gì ạ? Bởi vì cái tiềm thức bên trong các anh chị á, nó không muốn bị mất luôn. Khi anh chị ngủm đi rồi nó không muốn bị mất luôn, mà nó phải muốn ở lại, nó phải được ở lại, và nó tiếp nối một trên cái người con của các anh chị. Nên là con của các anh chị nó sẽ là tiềm thức của các anh chị. Nếu như anh chị có những cái suy nghĩ gì, anh chị có cái thái độ gì, anh chị có cái hành động gì, thì con của các anh chị nó sẽ y chang như thế, được không ạ? Anh chị không khỏe mạnh, con các anh chị nó cũng không khỏe luôn. Anh chị vui vẻ hạnh phúc, con anh chị tự khắc nó vui vẻ hạnh phúc. Bởi vì nó là cái tiềm thức của các anh chị đó. Nên là để mà các anh chị có thể rằng là sử dụng được tiềm thức của mình, tiềm thức của các anh chị làm việc cho các anh chị, thì việc của các anh chị là hãy rèn luyện cái ý thức của mình. Em ví dụ nha, nếu như các anh chị muốn tiềm thức của các anh chị nó đi kinh doanh, giúp cho các anh chị thành công. Bình thường chúng ta cũng làm kinh doanh, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sử dụng cái sức mạnh nhỏ bé của mình thì mình làm công việc kinh doanh nó không có lớn lao được, nó không có mang lại hiệu quả tốt được. Vậy thì bây giờ các anh chị muốn rằng là có cái người hậu thuẫn giúp đỡ, thì tiềm thức của các anh chị nó mạnh vô cùng mà. Không có ai giúp các anh chị bằng sức mạnh phi thường các anh chị đâu. Không có ai ở đây có thể là giúp các anh chị bằng cái sức mạnh phi thường các anh chị. Nên là anh chị hãy cho cái ý thức của mình, hãy rèn luyện ý thức của mình có những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng của một người doanh nhân, để nó có thể ảnh hưởng được cái tiềm thức của các anh chị. Được không các anh chị? Rõ không các anh chị? Nên nếu như các anh chị muốn trở thành một người doanh nhân, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, thì anh chị phải trau dồi cho mình những cái suy nghĩ của một nhà nhân dân, cái suy nghĩ của một người doanh nhân thành công, suy nghĩ của một người lãnh đạo kiệt xuất. Anh chị mới biết được rằng, anh chị mới có được những cái thói quen của một người doanh nhân là cái gì. Và chính những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái thói quen, những cái cảm xúc đó, nó mới ảnh hưởng cái tiềm thức của các anh chị. Và tiềm thức nó sẽ giúp các anh chị đưa ra những cái hành động, có những cái hành động, có những cái chiến lược để mang lại cái kết quả như các anh chị đã nghĩ tới, được không ạ? Nên là chúng ta cần phải rèn luyện cái ý thức của mình đó, nuôi dưỡng cái ý thức của mình, trau dồi cái ý thức của mình, trau dồi cái việc mà mình nâng cấp cái ý thức của mình lên cho nó hiểu biết, cho nó thông minh. Giống như Theo hồi xưa thế gì, Theo chỉ là một đứa sinh viên thôi, Theo đi học, Theo đi học 12 năm học, Theo đi học đại học, cái bằng gọi là đi học đại học cái gì ta, gọi là cử nhân môi trường. Thế em hỏi các anh chị, cử nhân môi trường 4 năm đại học, Theo tiếp xúc như nào là xử lý nước, xử lý rác, rồi ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí. Theo hỏi các anh chị là 4 năm đại học tiếp xúc cho nuôi dưỡng ý thức, nào là rác, môi trường, không khí. Thì bây giờ em hỏi anh chị là đi ra đời Theo làm kinh doanh thì có thành công được không? Thì sao được? Sao được các anh chị? Nhưng mà nếu như cho Thêu đi xử lý rác, xử lý nước thì Thêu làm được không? Được nha. Ok không anh chị ơi? 4 năm các anh chị ạ. Em nói các anh chị rằng là bây giờ nha, đụng vô cái giò nước á, là Thêu không bao giờ bật cái giò nước mạnh. Không bao giờ Thêu bật nước nó mạnh và nước nó phun ra mạnh đâu. Tại vì cái tư tưởng, cái thói quen mà tiết kiệm nước nó đã bị ăn sâu vô trong tầng tiềm thức của Thêu từ 4 năm Thêu học đại học rồi. Và bây giờ đi ra đường á, Thêu không có vứt rác ra ngoài đường. Bởi vì sao? Bởi vì 4 năm đại học nó đã ăn sâu vô rồi. Và khi mà không những vứt rác mà dừng đèn đó, rồi cái ví dụ như là cái xe của mình nó xì khí, nó xì khí ra, nó ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Nói chung là mấy cái gì mà nhiễm môi trường là Thêu không có làm, Thêu không có đụng vô, Thêu không có bị, bởi vì Thêu đã bị rèn luyện liên tục trong một 4 năm đó rồi. Và bây giờ Thêu thấy ai mà xả nước ào 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 là Thêu thấy khó chịu liền. Thêu thấy trong người nó không được thoải mái. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó vô tiềm thức Thêu luôn rồi các anh chị ạ. Nó là bản năng luôn rồi, trở thành bản năng luôn rồi, và không ai có thể cản đường được. Là các anh chị rõ mà. Thì 4 năm đại học Thêu nói các anh chị là Thêu không tiếp xúc với cái gì á, tiếp xúc cái đó thôi đó. Là nào là khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm rác thải. Là bao nhiêu mà nó ám 4 năm đại học, 4 năm của Thêu. Thế giờ ra kinh doanh, tự nhiên bị ám cái đó, bị nuôi dưỡng cái ý thức là bằng cái giữ môi trường sạch sẽ. Mà bây giờ đi ra làm kinh doanh, làm giàu, xây dựng tài chính, xây dựng sức khỏe, nuôi dưỡng sức khỏe khỏe mạnh, nó không liên quan gì các anh chị. Anh nhìn vô không? Nếu như anh chị muốn trở thành một người doanh nhân thành công đó, nó đơn giản lắm các anh chị. Anh chị chỉ cần cho phép mình tiếp xúc với một người môi trường của các doanh nhân chạm thái vàng. Anh chị được học từ họ, anh chị nghe những cái tư tưởng, nghe những cái suy nghĩ, nghe những cái thói quen của họ, và anh chị luyện tập nó. Anh chị luyện tập nó trong một thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm. Kiểu gì anh chị cũng sẽ giống như Richard Branson và nói rằng là kinh doanh như một trò chơi. Anh chị đó mà. Vậy thì Thêu hỏi các anh chị nè, ngay bây giờ, ngay lúc này anh chị đang cho cái tâm thức của mình tiếp xúc với cái gì? Tiếp xúc với cái gì ạ? Thì anh chị sẽ làm cái đó rất là xuất sắc, chắc nụi các anh chị luôn, được không ạ? Yes. Thế nên rằng là nếu như các anh chị muốn trở thành người thành công, muốn trở thành doanh nhân thành công, nó cũng có con đường cho các anh chị luôn rồi. Bây giờ các anh chị cứ cho tiềm thức của mình cứ tiếp xúc, thực hành, nghe những cái suy nghĩ, làm theo những cái thói quen, rèn luyện những thói quen đó. Riết rồi một thời gian là ý thức các anh chị nó ngập ngụa, nó ngập tràn những cái suy nghĩ của một người doanh nhân, những cái tư tưởng của người doanh nhân. Với anh chị trở thành người doanh nhân thành công thôi. Và Thêu nói các anh chị là nếu như Thêu không nhờ môi trường câu lạc bộ cho Thêu những cái suy nghĩ của một người doanh nhân chạm thái vàng, thì ngày hôm nay đâu có Thêu ngồi đây trước mặt các anh chị đâu. Và nếu như các anh chị muốn trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, thì các anh chị cũng phải có một cái môi trường đó mà. Có môi trường, có những con người chia sẻ cho anh chị những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những thói quen của một bậc thầy khai phá sức mạnh bên trong của mình là cái gì. Và các anh chị làm theo, các anh chị nương theo, các anh chị giỏi theo, các anh chị làm theo, các anh chị luyện theo. Riết một thời gian các anh chị trở thành bậc thầy lúc nào không hay luôn. Và lúc đó anh chị chỉ cần nhận 4 tay là cái điều anh chị muốn đạt được. Yeah. Có những cái bậc thầy sức mạnh tiềm thức các anh chị, khi mà người ta đã rèn luyện cho họ có một cái cơ thể mà nhiễm từ trường á, và chỉ cần họ muốn cái gì là họ kích nút là có. Có thể là 1 ngày, có thể là 2 ngày, có thể là 1 tháng, có thể là 2 tháng, có thể là 3 tháng, tùy theo cái mong muốn họ nó to lớn như nào. Nhưng mà họ đã muốn là kiểu gì họ cũng có cách đạt được, thì họ đó là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức rồi, bậc thầy khai phá sức mạnh phi thường rồi. Đấy, và đó là những cái thứ mà các anh chị cần phải dành thời gian để tôi rèn luyện cho mình ha các anh chị nhé. Bao nhiêu số anh chị ở đây muốn trở thành một doanh nhân chạm thái vàng ạ? Hay là anh chị muốn trở thành một người đi làm thuê suốt đời? Anh chị thích cái gì ạ? Và có một cái câu Thêu tặng nha các anh chị là một á, là các anh chị sẽ chọn đi làm thuê 40 năm, 40 năm và chấp nhận cái lương hưu không đủ sống. Hai là cái gì ạ? Là các anh chị hãy tập tành học làm kinh doanh, trở thành một người doanh nhân chạm theo hải vàng, để các anh chị có thể tự do tài chính từ 2 đến 4 năm. Nếu mà trong 4 năm các anh chị tệ tới mức 4 năm anh chị không rèn được cái gì á, thì các anh chị rèn thêm 4 năm nữa cho em. Thì cùng lắm anh chị sẽ mất 8 năm để mà các anh chị tự do tài chính. Rồi còn 32 năm còn lại tận hưởng nó. Nó còn đỡ hơn là anh chị phải chấp nhận 40 năm chôn vùi. Gọi là gì ạ? Em gọi nó là giam lỏng các anh chị. Cái ngày đầu tiên em đi thực tập cái nghề môi trường của em á, cái xong cái em đi xuống ở một cái khu rất là gần biển đó, rồi xa khu đó nó đều biệt lập với thế giới, biệt lập với thành phố luôn. Cái là chỗ đó nó không có chỗ, nó không có món ăn này, nó không có tiệm ăn nè. Mà em nói anh chị là em thực tập một tuần, nói là sáng á là xe đưa đón em tới đó, xong rồi chiều á xe chở em về, sáng đưa đón tới và chiều trở về. Cái là em vô em ngồi, em nhìn ra ngoài bờ biển, mình chẳng khác gì Thi Kiều bị giam lỏng hay sao? Rồi cuộc đời của mình nếu như mình chấp nhận làm việc ở đây, rồi cuộc đời của mình xung quanh chỉ có 4 bức tường, rồi ngày nào mình cũng tới đây, sáng sớm là mình đã phải có mặt ở đây, chiều rồi mình mới được về. Trời ơi, về ở ngoài kia có những cái món ăn ngon nào mình cũng không được biết. Cái bữa trưa của mình nó cũng phải phụ thuộc vào cái cô căng tin. Bữa trưa của mình nó phụ thuộc vào cái cô căng tin. Cái cô đó nấu cái món gì là mình phải ăn cái món đó. Ôi trời ơi, không được rồi. Mình chẳng khác như một người bị giam lỏng ở đây. Trời ơi, tự nhiên em không biết. Em biết lúc đó em có ý tưởng. Ý tưởng là như em bị giam lỏng các anh chị. Tại vì sáng sớm là phải có mặt ở đó. Rồi chiều tối rồi mới được về. Thì tối rồi về nhà đi ngủ chứ làm gì nữa các anh chị. Thì chẳng khác gì bị giam lỏng. Thế em Diệm nói với mẹ con, nói với mẹ là con không bao giờ đi làm thuê đâu mẹ ơi. Con không bao giờ đi làm thuê đâu mẹ ơi. Và con kiểu gì con cũng phải, con không bao giờ chấp nhận sống vậy đâu mẹ ơi. Cái mẹ em nói tao nói với mày trong cho người ta nhận mày vô làm, chứ ngồi đó mà chê lên chê xuống. Không, con không có chê, nhưng mà con không có chấp nhận sống như vậy được. Thế và nên là Thêu đã gì ạ? Thêu đã quyết định là mình không làm thuê từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường rồi các anh chị ạ. Và Thêu đã quyết định là mình phải tự lập, tự chủ, và Thêu không bao giờ có một ý định là mình phải đi làm thuê cả đời đâu các anh chị. Nên nếu như anh chị nào ở đây á, mình đang có một cái suy nghĩ là mình đi làm thuê suốt đời, thì bây giờ các anh chị có thể đổi được không? Bây giờ các anh chị vô học với Thêu rồi, các anh chị có thể thay đổi đi. Công việc đó là mình làm tạm thời. Sau này các anh chị rèn luyện mình trở thành một người doanh nhân rồi á, thì các anh chị hãy nhường cái công việc đó lại cho người khác đi. Và mình hãy đi làm những cái gì đó cao cả hơn. Bây giờ anh chị biết sức mạnh phi thường bên trong của mình. Mà các anh chị chỉ làm mỗi một cái việc rằng là mình có mặt ở công ty, xong rồi xử lý cái giấy tờ sơ cơ bản, xong đó rồi lại chộp lấy cái điện thoại để mà lướt web chơi. Chơi xong hết giờ rồi lại quay trở về nhà. Thì như vậy thì nó phí cuộc đời các anh chị uổng. Chứ bây giờ Thêu rèn cho các anh chị biết sức mạnh tiềm thức, rồi luật hấp dẫn, rồi các kiểu thứ. Xong rồi tôi luyện trở thành một người doanh nhân, rồi tư duy chiến lược người doanh nhân, rồi khai phá sức mạnh phi thường bên trong bạn, rồi các kiểu thứ, xong về đi làm thuê, xử lý những cái giấy tờ cơ bản. Thì nó uổng cuộc đời không các anh chị? Mình hãy nhường cái việc đó cho người khác làm. Mình nhường cái việc đó cho những cái bạn sinh viên mới ra trường đi. Mình dùng những cái việc đó cho những cái người mà họ chưa có được học, chưa có được rèn luyện trở thành doanh nhân giống như mình nè. Mình dùng cái việc đó cho họ làm đi, để mình làm cái khác, để mình làm cái thứ mà nó có giá trị hơn. Các anh chị, được không ạ? Yes. Nên là nếu như các anh chị muốn sử dụng cái sức mạnh phi thường bên trong các anh chị, thì đầu tiên các anh chị phải rèn luyện nó. Anh chị phải rèn luyện cho nó. Anh chị hãy nuôi dưỡng cái ý thức của mình. Đầu tiên là anh chị phải luôn luôn lựa chọn cho mình cái thái độ tốt, cái thái độ biết ơn, cái thái độ kiên trì, cái thái độ tốt nè, cái thái độ biết ơn nè, cái thái độ yêu thương nè, cái thái độ gì ạ? Biết ơn, yêu thương, tích cực, vui vẻ, hạnh phúc, tập trung vào những điều mình muốn. Đó là cái điều đầu tiên. Anh chị phải cho ý thức các anh chị là ngập ngụa như thế. Nếu mà nó không vui đúng không, xử nó liền, vui liền, chuyển liền, vui đi em đó. Và cái điều số 2 đó chính là nếu như anh chị muốn trở thành ai thì hãy yêu quý và ngưỡng mộ và noi gương cái người đó các anh chị. Nếu anh chị muốn trở thành ai thì hãy yêu quý, ngưỡng mộ và noi gương cái người đó. Được không các anh chị ơi? Yes. Bởi vì sao ạ? Bởi vì con người của chúng ta nó không khác gì con khỉ các anh chị. Con người của chúng ta là nó bắt chước như khỉ, bắt chước như khỉ hả các anh chị? Bắt chước như khỉ. Và cái gì mà anh chị tin á thì các anh chị mới để trong đầu. Cái gì mà các anh chị tin tưởng, cái gì yêu thích á, các anh chị mới cho nó vô não các anh chị. Còn cái gì mà anh chị không có thích á là anh chị không có cho vô. Cho nên là nếu như anh chị muốn trở thành ai á, thì các anh chị hãy yêu quý, ngưỡng mộ và noi gương cái người đó các anh chị ha. Tại vì cơ thể các anh chị á, con người các anh chị nó sẽ tự bắt chước cái thứ mà anh chị thích. Nếu như mà anh chị thích người thành công, anh chị thích một doanh nhân chạm tay vàng, thì anh chị hãy yêu quý, ngưỡng mộ họ. Thì cơ thể các anh chị nó sẽ noi gương, nó bắt chước theo những cái thói quen, những cái suy nghĩ, những cái hành động, những cái việc mà một doanh nhân làm. Các anh chị bắt chước theo, các anh chị bắt chước theo, các anh chị làm theo, bắt chước theo, làm theo, riết rồi các anh chị trở thành cái người đó. Và thì nói các anh chị, để Thêu có thể trở thành một doanh nhân như ngày hôm nay, Thêu đã rất là may mắn gặp những người thầy thành công trong môi trường câu lạc bộ của mình, toàn là các doanh nhân thành công. Mỗi lần mà mình bước chân vô, mình ngồi mình nghe họ nói này nè, là mình sẽ để ý cái thần thái của họ, để ý cái trang phục của họ, để ý cái cách họ nói cái gì, trong não họ chứa cái gì, hằng ngày họ làm cái gì đó. Và thậm chí bây giờ Thêu vẫn vậy, chơi với người thành công, làm việc với người thành công, thậm chí là mình được hợp tác và làm việc với người thầy của mình luôn. Khi mình hợp tác và làm việc với người thầy của mình đó, thì mình sẽ học được nhiều hơn các anh chị. Và người thầy của Thêu cũng chính là đối tác của Thêu, cũng chính là người anh của mình, cũng chính là người đàn anh của mình. Thành ra là Thêu đã được học hết tất cả những thứ mà anh ta có, được hết tất cả những thứ, bắt chước được từng cái suy nghĩ, từng cái lời nói, cho đến cái hành động, bắt chước như khỉ hết các anh chị. Và ngày hôm nay thì đã trở thành một doanh nhân chạm tay vàng nhờ một cái thứ thôi, đó chính là bắt chước như con khỉ các anh chị nhé. Thế nên là con người chúng ta bắt chước như khỉ. Anh chị nói anh chị Thu tôi có bắt chước ai đâu, không có đâu các anh chị. Tất cả những cái gì mà các anh chị đang làm á, là các anh chị đã từng học từ một ai đó. Yes. Và con của các anh chị nha, hôm trước á, là em thấy đứa cháu của em tự nhiên lấy son này, tự nhiên nó quét lên mặt. Ôi trời ơi, cái là mình suy ra liền rằng là nó đã bắt chước một cái người nào đó, anh chị hiểu không? Và tự nhiên hôm trước nó về nhà, cái nó tự nhiên nó hỏi mình, là ôi dì ơi, nó bắt đầu nó lấy điện thoại ra, bắt đầu nó gọi điện cho mình. Cái xong ủa con, sao con biết gọi điện vậy? Cái là nó nói, con thấy mẹ gọi riết con bắt chước theo. Hai các anh chị, những đứa con của các anh chị nó sẽ bắt chước theo các anh chị. Nên là các anh chị đừng có la nó, anh chị đừng có trách nó. Nó đang bắt chước các anh chị đó. Có nghĩa là đây bắt chước và đang học theo cái gì mà các anh chị đang có, và nó bắt chước đó, nó là phản ánh của anh chị đó. Nên nếu anh chị la nó là anh chị tự la mình đi. Anh chị la nó không học hành đúng không, tự la mình đi. Anh chị la nó không có nhất quán, không có trung thực đúng không, anh chị tự la mình đi. Nó bắt chước các anh chị đó các anh chị ạ. Được mà, các anh chị có đang nghe rõ theo chia sẻ không ạ? Nên là con của các anh chị nó bây giờ bắt chước các anh chị thôi, và bản thân các anh chị cũng đang bắt chước một ai đó. Các anh chị cũng đang noi gương và làm theo một cái người nào đó mà anh chị cảm thấy đúng, anh chị cảm thấy thích và anh chị làm theo. Vậy thì cho em hỏi nè, anh chị đang bắt chước, học theo và làm theo ai vậy? Theo ai vậy? Đặt câu hỏi tôi, mình đang bắt chước, học theo và làm theo ai vậy ta? Đó. Và từ khi mà Thêu gặp môi trường của câu lạc bộ, em gặp người thầy của mình, đó chính là chủ tịch Trịnh Huy và doanh nhân Nguyễn Diễm. Và các anh chị doanh nhân trong môi trường câu lạc bộ thì em Thêu đã thấy là những con người này là những người mà em muốn trở thành. Em muốn có cái triết lý kinh doanh giống như họ. Em cũng muốn có được hợp tác với một tập đoàn tỷ đô để có thể làm việc, để có một công việc kinh doanh, để mình có thể trao được nhiều giá trị cho mọi người. Và thế là em Thêu đã bắt trước từng cái suy nghĩ, từng lời nói, từng thói quen, cho đến cái bộ môn thể thao mà họ đang chơi, cho đến những cái chuyến du lịch mà họ đi, tất cả mọi thứ, các anh chị. và để mình có thể được trở thành con người giống họ. Và ngày hôm nay sau khi mình đã trở thành cái người giống họ rồi thì mình có thể là gì? Mình có thể tự đứng trên cái con đường của mình. Mình tự có thể chọn lựa cho mình cái cách mà mình làm việc, cái cách mà mình tư tưởng, cái cách mà mình, nhưng mà vẫn học theo người thành công anh chị ha. Đây là cái điều số 2. Chắc là anh chị có biết được là chị đang muốn trở thành ai không? Yes. Và một cái ý nữa, nếu như anh chị muốn sử dụng sức mạnh tiềm ẩn bên trong các anh chị thì anh chị phải hiểu một cái điều, đó chính là tiềm thức của các anh chị nó không hiểu từ không nha. Tiềm thức của các anh chị nó không hiểu từ không. Nó không hiểu từ không. Nếu như anh chị nói là tôi không vui thì nó không biết là các anh chị, nó chỉ biết là anh chị muốn vui thôi. À, các anh chị nha. Nếu như mà anh chị nha, trong người của các anh chị á, mà cứ có những cái cảm xúc như là lo lắng, anh chị lo về quá khứ, anh chị sợ rằng cái quá khứ đó nó không xảy ra, thì tiềm thức của các anh chị á, nó không có hiểu, nó không có hiểu cái từ không á, nó không hiểu cái gì mà không không á, là nó không có hiểu. Đấy, các anh chị, những cái gì mà không mà nó không có hiểu, nên thành ra là nó không có hiểu và nó cứ tưởng đâu là anh chị thích và nó cứ mang tới cho các anh chị. Nên cái điều đầu tiên á, các anh chị cần phải hiểu đó chính là tiềm thức nó không hiểu từ không. Nên là anh chị hãy bắt đầu giao tiếp tích cực một chiều. Anh chị hãy học cách giao tiếp tích cực một chiều, có nghĩa là những cái chiều khác, á, cái chiều ở bên ngoài á, người ta tác động các anh chị như thế nào mặc kệ, nhưng mà các anh chị phải giao tiếp tích cực một chiều đi ra. Người ta đối xử với các anh chị như thế nào không cần biết, nhưng mà anh chị phải đối xử tốt với người khác. Nhìn không? Người ta có nói gì với các anh chị, người ta không vui, không tích cực gì với các anh chị thì sao à? Thì đó là chuyện của người ta. Nhưng mà việc của các anh chị á, là anh chị phải tích cực như người khác. Dù người ta có gì ạ, có làm cái gì ảnh hưởng đến các anh chị á, thì vũ trụ sẽ là cái người xét xử. Còn á, việc của các anh chị á, là vẫn phải yêu thương và đối xử tốt với mọi người. Vậy anh chị tích cực một chiều đi ra. Và khi mình nói chuyện gì á, mình cũng phải dùng những cái ngôn từ tích cực. Những ngôn từ tích cực ví dụ như là tôi đang hạnh phúc, tôi đang thành công, tôi đang phát triển, tôi đang tăng trưởng, tôi đang thành công hơn, tôi đang khỏe mạnh, tôi đang tràn đầy niềm hạnh vui, tôi đang tràn đầy sự hạnh phúc. Và các anh chị từ nay về sau các anh chị hãy bắt đầu để ý ngôn từ của mình. Hãy học cách để ý ngôn từ của mình các anh chị. Tôi đang thành công hơn, tôi đang hạnh phúc hơn. Xuất sắc, hãy sử dụng những cái từ như là xuất sắc, cực kỳ tuyệt vời. Anh chị hãy sử dụng cái từ như là xuất sắc, cực kỳ tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, đẳng cấp thế giới, vô địch thiên hạ. Đó là những cái từ mà Thêu hay sử dụng anh chị. Được không ạ? Anh chị hãy bắt đầu sử dụng những cái ngôn từ như vậy. Đó là tích cực một chiều. Và hãy sử dụng những cái từ mà nó có năng lượng cho mình. Hãy dùng những cái ngôn từ mà nó có năng lượng cho mình. Mình dùng cái từ đó xong rồi mình thấy người mình nó khí thế, nó năng lượng, nó xuất sắc. Vậy là các anh chị đừng có dùng những cái từ như là tôi đang buồn, tôi đang khó chịu, tôi đang bực bội, tôi đang gì ạ, mất năng lượng. Đừng có dùng những cái từ như vậy các anh chị ha. Và đừng có đụng, có nghĩa là mình có thể bỏ luôn đi thì càng tốt hả các anh chị. Đó chính là gì ạ? Tiềm thức các anh chị nó không hiểu từ không. Và anh chị hãy luôn nhớ vậy nè. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới, và cái khoảnh khắc hiện tại đó chính là những cái khoảnh khắc hiện tại á, mới là những cái khoảnh khắc mà nó thay đổi tương lai của các anh chị, nhé. Nên nếu như mà lúc nào anh chị cũng ngập tràn trong những cái cảm xúc tiêu cực, và các anh chị ngập tràn trong những cái cảm xúc lo lắng về cái quá khứ của mình, lo lắng cho cái tương lai của mình ấy, thì tiềm thức nó không có hiểu đâu ạ. Nó không có hiểu từ không. Nó không có biết rằng là cái đó đã xảy ra chưa. Nó cũng không có biết là cái đó nó đã chưa xảy ra hay là xảy ra rồi. Cũng không có biết là cái chuyện đó là cái chuyện anh chị thích hay là không thích. Nó chỉ biết rằng là cái gì mà xuất hiện trong người của anh chị để lâu trong đó là nó cho ra ngoài. Vậy thôi. Anh chị hiểu không? Anh chị nếu như anh chị cứ cho cơ thể anh chị ngập tràn những cái suy nghĩ tiêu cực, thì những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó sẽ xuất hiện ra bên ngoài. Mong muốn của bạn là mày lạnh đối với tôi. Và mong muốn của bạn là gì ạ? Mệnh lệnh của cả vũ trụ này. Bây giờ bạn muốn cái gì thì tôi cho cái đó. ha các anh chị. Đấy, nên là cảm giác lo lắng do một cái ý niệm chưa thành thì anh chị hiểu rằng là quá khứ đã qua rồi, cái đó là xong rồi. Cái khoảnh khắc hiện tại nè, ngay bây giờ, ngay lúc này anh chị đang nghĩ điều gì thì anh chị hãy chỉnh sửa những cái gì mà mình đang nghĩ ở hiện tại, tập trung vào hiện tại các anh chị. Và hãy luyện sử dụng những cái ngôn từ tích cực một chiều thôi. Dù ai không thích mình, mặc kệ, mình cũng phải thích họ. Dù ai không yêu thương mình, mặc kệ, mình cũng phải yêu thương họ. Còn cái chuyện mà họ làm gì với mình thì vũ trụ sẽ bắt đầu xem xét. Và vũ trụ tôn trọng điều gì thì anh chị hãy tôn trọng điều đó. Anh chị nhớ tích cực một chiều được không? Một chiều. Cái chiều từ anh chị đi ra là cái chiều tốt nhất. Cái gì mà từ anh chị đi ra là nó phải tốt. Từ cái suy nghĩ cho tới lời nói cho tới hành động. Suy nghĩ nha, cho tới lời nói, cho tới cảm xúc, cho tới hành động. Cái gì mà xuất từ trong người này ra là nó phải tuyệt vời và tích cực. Bao nhiêu số anh chị đây mình có đi làm kinh doanh, mình bán hàng. Có một số anh chị cứ nói khách hàng của tôi thế này kia. Dù khách hàng các anh chị có như thế nào như các anh chị thì từ anh chị đi ra, anh chị cũng phải yêu thương, quý mến, tôn trọng người khách hàng đó. Từ các anh chị đi ra mà, từ chiều các anh chị đi ra là chiều tích cực. Còn cái chiều ai đi vô đó là gì? Chúng ta phải cản lại. Tích cực thì chúng ta nhận, mà không tích cực thì chúng ta cản lại. Các anh chị ok không ạ? Đó, anh đang rằng là có nhiều anh chị nói rằng là người kia xấu với tôi thì tôi phải xấu lại. Người kia là gì? Đối xử tốt với tôi thì tôi đối xử tốt lại. Không. Tích cực một chiều. Chiều của các anh chị đi ra là cái chiều rất quan trọng hả các anh chị nha. Và các anh chị hãy nhớ rằng là gì ạ? Cái chuyện mà các anh chị phải giữ cho tiềm thức của các anh chị nó phải luôn luôn ở trong cái trạng thái tích cực và vui vẻ hạnh phúc. Hãy giữ cho tiềm thức của các anh chị nó ở trong một cái môi trường sạch sẽ. Môi trường sạch sẽ nghĩa là sao? Là các anh chị sẽ ngăn chặn những cái thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Và các anh chị sẽ dừng nói những cái ngôn từ không tốt. Đấy, các anh chị. Và tất cả cái chiều mà anh chị áp vô tiềm thức của mình đó là cái chiều tích cực hết hoàn toàn. Anh chị giống như là bảo vệ cái tiềm thức của các anh chị. Đừng cho nó xem, đừng có cho nó nhìn. Các anh chị nhé, đừng cho nó nhìn những cái thứ không tốt, đừng cho nó nghe những cái thứ không tốt, đừng có nói những cái điều không hay, đừng có cho nó cảm nhận những cái thứ xấu. Tất cả nó sẽ là những cái điều tuyệt vời hết. Đó gọi là tích cực một chiều đi vô. Có nghĩa rằng là những cái gì mà anh chị tiếp xúc với tiềm thức á, nó phải sạch sẽ. Chứ sạch sẽ ở đây á, là nó không mang năng lượng tiêu cực. Sạch sẽ ở đây là một cái suy nghĩ, những cái ý niệm mà nó mang cái sự xây dựng và cầu tiến đi lên. Các anh chị nha. Và không có chê bai oán trách, mà chỉ là những cái suy nghĩ sạch sẽ. Hãy giữ cho tiềm thức ở trong cái môi trường sạch sẽ. Thì tiềm thức của các anh chị nó sẽ giúp cho các anh chị mang đến cho mình những cái điều tuyệt vời. Rồi cho em hỏi các anh chị là bao nhiêu trong số anh chị ở đây là mình không có được sạch sẽ à? Không có sạch sẽ ở bên trong á. Yes. Em muốn anh chị muốn biết không? Anh chị muốn biết là mình có đang ở trong môi trường sạch sẽ hay không á, thì anh chị hãy nhìn những cái người xung quanh của các anh chị á. Nếu như những người xung quanh của các anh chị mà họ có những cái thái độ sống nó quá tệ đi. Ví dụ như là quá cái thái độ sống, ví dụ như là họ ăn uống không lành mạnh nè, họ không thể dục thể thao nè, họ không tập trung phát triển nè, họ nói năng không có được, họ nói chuyện nó không có được tích cực nè, thì anh chị phải biết rằng là bên trong của anh chị nó còn dương dấn mấy cái đó đó. Bên trong của anh chị nó còn cái rác đó đó. Và nếu như mà anh chị những cái người đối tác, những cái người đồng đội, những cái người mà xuất hiện trong cuộc đời các anh chị, những cái người mà đấy với các anh chị á, là những cái người mà không có tích cực, không có tốt đẹp, không có gọi là có thái độ sống tốt, thì các anh chị phải hiểu rằng bên trong các anh chị nó còn chứa cái đó, nên nó mới hấp dẫn tới đó. Thì việc của mình là sao ạ? Và nếu như bên ngoài của các anh chị nha, rắc rối tự nhiên nó xảy ra, những cái vấn đề trong cuộc sống tự nhiên nó ập tới, thì các anh chị phải hiểu là bên trong mình nó chưa sạch, nó chưa sáng. Những cái vấn đề rắc rối tự nhiên nó ập tới vậy, nó không cho các anh chị học, nó không cho các anh chị làm ăn kinh doanh này kia các thứ, thì bên trong của mình nó còn chưa có sáng, chưa có sạch. Cho nên là gì ạ? Cái việc của các anh chị ngay bây giờ, ngoài cái việc mà anh chị giao tiếp tích cực một chiều, anh chị giao tiếp tích cực một chiều có nghĩa là anh chị giữ cho tiềm thức của mình nó tích cực liên tục, nó không cho cái gì tác động vô. anh chị ha. Ngoài cái việc mà anh chị nói chuyện nè, dùng những ngôn từ tốt đẹp nè, thì anh chị cần phải sao ạ? Cần phải bảo vệ cái tiềm thức của mình, sạch sẽ, thanh lọc nó đi các anh chị. Thanh lọc, xem thử trong não bộ của mình còn cái suy nghĩ gì nó không tốt hay không. Và đừng có mang rác vào cơ thể của mình, đừng có để cho ai ném rác vào cơ thể của mình. Hai cái gì? Bằng cái việc nếu như anh chị nói chuyện với một người không tích cực, họ cũng ném rác cho anh chị luôn. Nếu anh chị coi một bộ phim mà không tích cực, nó cũng ném rác cho các anh chị luôn. Được không các anh chị ơi? Ok không ạ? Rồi, thì đó là cái nội dung mà ngày hôm nay các anh chị nhớ thực hành nhé. Buổi trưa ngày hôm nay các anh chị cũng sẽ có những cái chương trình hỗ trợ câu lạc bộ, và buổi tối cũng sẽ có chương trình hỗ trợ cho các anh chị nha. Và hôm nay các anh chị nhận được nhiều những cái bài học thì anh chị hãy ứng dụng và làm theo nha. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành thiền trong tâm trí ha. Chúng ta sẽ có 6 phút để cho tất cả anh chị nào ở đây mình có thể cùng nhau tập trung vào cái hơi thở của mình để chúng ta cùng nhau rèn luyện ha. Rồi, 6 phút cho các anh chị bắt đầu nha. Mời các anh chị hít hơi thật sâu vào ạ. Thì sẽ bấm đồng hồ nha. Wow, siêu tuyệt vời các anh chị ha. Cảm ơn các anh chị đồng hành với Thêu trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và Thêu xin mời những anh chị nào thành viên lớp 60 ngày và lớp doanh nhân dành cho Thái Giang của câu lạc bộ thì các anh chị sẽ vào cái Zoom kín hơn để chúng ta rèn luyện cơ thể của mình, có một cơ thể tràn đầy năng lượng ha các anh chị. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong buổi Zoom trưa ngày hôm nay và Zoom tối nay của câu lạc bộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ. Các anh chị mở mic chào nhau nào. Tôi là một doanh nhân chạm tay Hóa Giang. Tôi là người thành công. Tôi là người thành công.